Mỏi thật đấy, lắc đi lắc người. Đi từ thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Cộng đấy sao được. Cộng người nhá. Đây, ra trong này phải giãn ra cái gì thôi. Đây, giãn ra để cho đấy. Đấy, giãn đi thôi. Đây là thịt nhiều bách linh, nhiều bách linh. Đây, bảo của nó đấy, vòng vòng ra đây như này. Từ từ. Xoay gì mà cứ phải à. Thôi, thôi, đi, thôi, đẩy. Đúng không, cứ việc muốn đi về á. Rồi, hạ xuống đi, hạ xuống đi, hạ xuống lâm. Không đuổi hết cả lũ về. Bình ơn. Năm ngoái anh quay từ Bình ơn. Năm nay anh em không kỳ thế như năm ngoái. À, trẻ hóa đúng không? Thấy nhiều gương mặt trẻ thật. So với năm ngoái. À, năm nay đội hình trẻ các bạn ạ, từ mỗi vùng. Mùa đông đội hình trẻ coi từ năm ngoái đấy, Kỳ Lân này dịch chỉ làm lễ thôi anh ạ. Vâng em hiểu cáo. Vâng vâng em hiểu. Năm ngoái cũng tổ chức lễ không nhưng mà năm ngoái có vẻ tưng bừng hơn. đội hình năm nay trẻ hơn phải không anh? Năm nay có dịch à? À vâng. Vâng. Hẹn sang năm là 3 năm ở đây nhỉ, không được tổ chức tưng bừng ấy. Không được tổ chức là đúng cái lễ hội rồi. Thôi, đưa con mũi áo vàng lên đây cầm đầu đây. Một thằng áo vàng lên đây cầm đầu đây. Tí thôi anh ơi, anh ra. Em ơi, hôm nay ngày mùng 2 tháng 2 năm Nhâm Dần, chúng con xin thay mặt các vị cao niên, xin thay mặt thần dân thị trấn Quảng Nguyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng lên dâng hương khai ân lễ hội truyền thống quê nhà của huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam Quốc. Chúng con xin lễ nhất bái
nhị bái, hương bái, qua đây trên mặt đường. Rồi các vị đi ra ra ngoài để mà bên kia thì thương bên trong này làm lễ mà. Từ đó là bây giờ lấy lên hương chứ là thắp cái gì đó mất, thắp cái này ngắn rồi, để nó nghiêng nó lạc thắp bên này, một cái ném bên này, nhưng mà ném bên này đấy, nó ném bên này, sau đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Quảng Uyên. Lễ hội tranh đầu pháo hoa Quảng Uyên là lễ hội truyền thống của nhân dân Quảng Uyên. Từ lâu rồi, lễ hội tranh đầu pháo hoa đã tồn tại trong tâm trí và truyền lại cho nhiều thế hệ người dân Quảng Uyên và trở thành nét đẹp không thể thiếu mỗi dịp xuân về. Được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp, lễ hội tranh đầu pháo truyền thống Quảng Uyên vẫn được duy trì hàng năm. Năm 2020 đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa.